Như vậy là trận đấu bắt đầu với quyền giao bóng trước của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Pha đầm bóng an toàn của Tuấn Mạnh. Ngô Hoàng Thịnh. Đây là Samson. Không được. Samson không việt vị trong pha bóng vừa rồi. Và chuyển trạng thái rất nhanh của Dương Văn Khoa. Đó là một đường chuyền chất lượng của hậu vệ trái bên phía Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Hoàng Vũ Samson. Đặng Anh Tuấn. Osagona rất nguy hiểm. Và đánh đầu của Osagona. Cơ hội đã đến gần hơn với SHB Đà Nẵng. Tiếp tục là một tình huống tương tự và lại là Osagona. Hai lần thì thủ môn Thanh Thắng đã phải đẩy bóng an toàn để chịu phạt góc. Osagona dứt điểm. Tình huống dứt điểm chính xác của Osagona, nhưng bóng đã tìm tới đúng vị trí của thủ môn Thanh Thắng. Thanh Thắng không có được chiều cao tốt, nhưng phản xạ cũng như là khả năng ra vào của thủ môn này là ấn tượng. Pha xử lý rất hay của Osagona. Đỡ bóng bằng chân phải, quay người dứt điểm ngay bằng chân trái. Pha bóng rất quyết liệt của Ngô Hoàng Thịnh. Thẻ vàng dành cho đội trưởng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 37 trận đấu và thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra. Một pha xử lý chính xác của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Chu Văn Kiên sút xa, tình huống dứt điểm chính xác